tâm lý nhà đầu tư phân thành hai cực, vàng thế giới giằng co. Tại Việt Nam, vàng SJC giữ nguyên không đổi, chênh lệch vẫn lên tới 1 triệu đồng cho một lượng. Tiếp nối tuần trước, tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng. Trên thị trường chứng khoán Mỹ, phố Wall kép tuần giảm điểm vì lo sợ Fed rút bớt hỗ trợ kinh tế. Tại châu Á, chứng khoán Hồng Kông hồi phục sau khi giảm hơn 20%. Cổ phiếu ngân hàng giảm trên diện rộng, thị trường đóng cửa tại giá thấp nhất trong phiên. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày hôm nay. Đây là bản tin tỷ giá vàng chứng khoán của FBNC ngày đầu tuần. Mở đầu là một số thông tin cập nhật về giá vàng thế giới. Mức 1.800 đô la Mỹ vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh đối với thị trường và giới chuyên gia tin rằng cho đến khi nào kim loại màu vàng chưa đóng cửa trên ngưỡng này, thì vàng có nhận được lực kéo xe chuyển tình thế. Trong khi đó, hiện tại nỗi lo về khả năng kinh tế Mỹ xấu đi và cục dự trữ liên bang Mỹ Fed rút bớt chính sách hỗ trợ không khỏi ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Mặt khác, giá vàng chưa thể bứt phá khi dòng tiền tiếp tục dồn vào cổ phiếu. Nhà đầu tư chấp thời cơ bán khống nhằm kiếm về lợi nhuận. Kết thúc phiên gần nhất, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.782,5 đô la Mỹ cho một ounce. Giá vàng tương lai thì cũng tăng thêm 0,1% lên 1.784 đô la Mỹ cho một ounce. So với phiên trước thì tăng thêm lần lượt là 3,9 và 0,9 đô la. David Meagher, giám đốc giao dịch kim loại tại Highgrade Future nhận định, vàng bị giằng co tại một thị trường hai mặt vào lúc này. Đồng đô la Mỹ tương đối mạnh do kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiến tới thắt chặt dần chính sách dựa trên những nhận định gần đây. Mặt khác, nhà đầu tư vẫn tin rằng có sự hỗ trợ cơ bản trên thị trường vàng ngay lúc này khi đang bắt đầu nhận thấy một số ảnh hưởng tiêu cực đến từ biến thể Delta đến sự hồi phục của kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh những tín hiệu về việc thắt chặt gần đây từ Fed thì tâm lý các nhà đầu tư rất mông lung vào thời điểm hiện tại khi không có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào về xu hướng trước mắt. Khảo sát của Kiko càng cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ ngày một kém lạc quan về vàng. Tâm lý của họ đối với thị trường này trong khảo sát vừa qua ghi nhận mức tiêu cực nhất trong 5 tháng gần đây. Trong số 15 chuyên gia của phố Wall tham gia cuộc khảo sát về tuần này thì có 7 người tương đương 47% cho rằng vàng sẽ tăng, 4 người tương đương 27% cho rằng vàng sẽ giảm và 4 người còn lại cho rằng vàng sẽ đi ngang. Trong khi đó thì từ 930 lượt vote từ các nhà đầu tư trên Forman thì có 428 người tương đương 46% kỳ vọng vàng sẽ đi lên, 36% dự đoán vàng sẽ giảm và 18% còn lại dự đoán vàng sẽ trung lập. Thị trường và giới đầu tư đang rất kỳ vọng lớn vào bài phát biểu về triển vọng kinh tế tại hội nghị các thống đốc ngân hàng tại Jackson Hole. Họ mong đợi chủ tịch Fed có thể cung cấp chút manh mối về lịch trình chính sách tài chính của Fed qua một sơ đồ cụ thể được đưa ra trong bài phát biểu của ông. Khi mà trước đó biên bản cuộc họp tháng 7 của Ngân hàng Trung ương Mỹ cho thấy các nhà hoạch định chính sách đang có chung ý tưởng là bắt đầu giảm 120 tỷ đô la tiền mua tài sản hàng tháng trước khi kết thúc năm nay. Dự kiến tuần này cũng sẽ có hàng loạt sự kiện và số liệu kinh tế mới sẽ được công bố, bao gồm GDP quý 2 của Mỹ và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi đi kèm các chỉ số thu nhập và chi tiêu của cá nhân. Giá vàng trong nước những ngày này dường như vẫn đứng ngoài cuộc. Virus chủng mới Delta hoành hành khiến nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội trong nhiều ngày qua và thị trường kim loại quý vì thế khá trầm lắng. Một số thương hiệu kinh doanh tiếp tục không điều chỉnh tăng giảm theo cả hai chiều giao dịch. Vào thời điểm 11 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Phú Nhuận niêm yết như nhau một lượng vàng miếng mua vào tại 56.450.000 đồng, chiều bán ra neo tại 57.150.000 đồng cho Sài Gòn và 57.600.000 đồng cho Phú Nhuận, tăng thêm 400.000 đồng. Chênh lệch hai chiều vẫn giữ quanh ngưỡng là 700.000 đồng. Cùng thời điểm trên thì Phú Quý bán một lượng vàng miếng ra tại mức 57.450.000 đồng, chiều mua vào thì neo tại 56.450.000 đồng, giảm 150.000 cho mỗi chiều. Đây là đơn vị có chênh lệch hai chiều cao nhất khi lên tới mức 1 triệu đồng. Tập đoàn Doji tiếp tục duy trì giá bán ra gần chạm ngưỡng 58 triệu đồng, cụ thể là tại 57.850.000 đồng, chiều mua vào thì neo tại 56.250.000 đồng. Đây là đơn vị duy nhất có giá bán ra cao ngất ngưỡng so với nhiều tổ chức khác, nhưng cũng đồng thời là đơn vị có mức mua vào thấp nhất. Các loại vàng khác thì cũng điều chỉnh theo xu hướng chung. Vàng 4 số 9 chiều mua bán neo tại 50.700.000 đồng và 51.500.000 đồng. Vàng nhẫn 24K thì neo tại 50.200.000 cho chiều mua và 51.200.000 cho chiều bán, chênh lệch hai chiều vẫn lên tới 1 triệu đồng. Quay trở lại với tỷ giá ngày 23 tháng 8, tỷ giá đô la Mỹ tuần này sẽ phụ thuộc vào một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ và các thị trường lớn khác tại châu Âu. Còn tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mở cửa phiên đầu tuần, giá 1 đô la Mỹ bán ra tại mức 23.822 đồng, tăng 11 đồng, mua vào tại mức 22.750 đồng,
Giá đồng Euro niêm yết chiều bán ra neo tại 27.920 đồng, tăng 42 đồng, còn chiều mua vào neo tại 26.293 đồng. Về tỷ giá trung tâm giá đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức 23.177 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 11 đồng so với cuối tuần trước. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng đầu tuần ghi nhận sự ổn định trong xu hướng khi chỉ có BIDV và Techcombank lần lượt tăng 5 đồng và 3 đồng ở cả hai chiều mua bán. Các tổ chức còn lại thì giữ nguyên mức giá niêm yết như kết phiên tuần trước. Giá mua đô la Mỹ tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng từ 22.685 đến 22.725 Việt Nam đồng, còn khoản bán ra thì tại mức 22.900 đến 22.930 Việt Nam đồng. Trong đó BIDV có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán đô la Mỹ thấp nhất thì chỉ nằm ở Exim Bank. Đóng cửa phiên ngày 20 tháng 8, phần lớn chỉ số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm. Thế nhưng tính chung cả tuần, Vốn vẫn giảm điểm vì lo sợ về khả năng Fed rút bớt chính sách kích thích kinh tế. Chốt phiên ngày 20 tháng 8 thì chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 35.120 điểm, S&P 500 tăng 0,8% lên 4.441 điểm, chỉ số Nasdaq thì tăng 1,2% lên 14.174 điểm. Cổ phiếu công nghệ tăng mạnh trong phiên cuối tuần, thị trường nhờ vậy có thêm sự hỗ trợ. Cổ phiếu của Microsoft, Cisco và Salesforce tăng mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu thuộc chỉ số Dow Jones. Nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu công nghệ khi mà nỗi lo về quá trình phục hồi kinh tế chững lại. Trong khi đó thì cổ phiếu các công ty sản xuất chip cũng tăng điểm, điển hình như cổ phiếu Nvidia tăng 5,1%. Tính chung cả tuần qua thì hai chỉ số chính là Dow Jones và S&P 500 lần lượt giảm 1,1% và 0,6%. Trong khi đó thì chỉ số Nasdaq Composite lại tăng 0,7%. Cổ phiếu tại châu Á tăng điểm trong phiên ngày thứ hai khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông phục hồi trở lại sau khi rơi vào vùng giá xuống vào tuần trước. Chỉ số Hang Seng đã tăng 1,05% lên 25.109 điểm sau khi cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc là Tencent tăng gần 3%, trong khi cổ phiếu của Sở dịch chứng khoán Hồng Kông thì tăng gần 6%. Các khoản lỗ nặng trong tuần trước đã khiến chỉ số Hang Seng bốc hơi hơn 20% so với mức cao nhất vào giữa tháng 2 do sự không chắc chắn về quy định làm mờ đi triển vọng của các công ty công nghệ Trung Quốc. Chứng khoán Trung Quốc cũng tăng điểm trong phiên hôm nay với Shanghai tăng 1,45%, Nikkei 200 tại Nhật Bản thì tăng 1,78%. Trong khi đó thì hòa theo xuống chung của thị trường, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng tăng 0,97% lên 3.090 điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ là LG Chem lại giảm khoảng 10% sau khi báo cáo tuần trước cho thấy Sendero Motor đang mở rộng việc thu hồi xe Chevrolet Bolt EV sau khi phát hiện phần lõi tại pin nhiên liệu được sản xuất tại các cơ sở của LG. Còn tại Việt Nam, mở cửa ngày đầu tuần, thị trường đóng cửa tại giá thấp nhất trong phiên, nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm giá trên diện rộng, khiến cho những nhà đầu tư lao vào sóng giá cổ phiếu ngân hàng bị thua lỗ nặng nề. Top cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường bao gồm VCB, GVR, MSN, HPG, TCB. Chiều ngược lại thì các cổ phiếu như là NVL, SSA, DCM, BLX, HBX, FTS hay là DCM đóng vai trò là chủ đỡ. Điểm sáng phiên hôm nay thuộc về nhóm chứng khoán. Nhóm cổ phiếu dòng này đồng loạt tăng trần thì có TCA, DSC, BMS, CTS hay là AGR. Các mã còn lại cũng kết phiên trong sắc xanh. Bên cạnh đó thì một số cổ phiếu logistics cũng có phiên ngược dòng thị trường như là MHC, BHB, SGB hay là HAH. Đóng cửa phiên thì chỉ số VN-Index giảm 2,3%, tương đương khoảng hơn 30 điểm, xuống còn 1.298 điểm. HNX giảm 3,22 điểm, tương đương 0,95%, còn 334,84 điểm. Upcom Index thì cũng giảm 1,34%, xuống còn 91,46 điểm.